Mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào có khoảng 60% số hộ gia đình làm nghề mộc ở tất cả 7 thôn trong xã. Đây là nghề truyền thống gắn bó với bao thế hệ người dân xã Hòa Phong. Những người thợ mộc nơi đây có tay nghề giỏi, tâm huyết với nghề và không ngừng sáng tạo, thổi hồn vào gỗ để làm ra những tác phẩm có giá trị về mặt thẩm mỹ và kinh tế, góp phần quảng bá thương hiệu làng nghề. Lần đầu tiên làng nghề mộc Mỹ Nghệ Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào có sản phẩm đạt giải tại Hội thi Sản phẩm Thủ công Mỹ Nghệ Việt Nam năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Tác phẩm gỗ mầm sống của anh Vũ Văn Hoàn xuất sắc đạt giải 3. Từ một khúc rễ cây, người nghệ nhân trẻ tuổi này lên ý tưởng để tạo tác thổi hồn vào gỗ, làm nên một tác phẩm nghệ thuật độc, lạ và mang ý nghĩa nhân văn. Đây là một cái tác phẩm rất là hoàn mỹ ở cái là nó về cả cuộc sống, về cả sản phẩm. Bạn ấy đã làm bằng tay, sử dụng máy để tạo lên được những cái chi tiết rất là nhỏ tí này. Tinh hoa của nó, mình thấy cái tinh hoa làm thể hiện là cái sự vươn trồi của sự sống. Bạn ấy truyền đạt ở cái cuộc sống rằng là dù cuộc sống khó khăn như thế nào thì mình cũng phải vươn lên. Nhà tôi thì được có trồng rất nhiều mướp. Thế tôi lấy ý tưởng một quả mướp già. Nó già đi nó sẽ đâm mầm và lẩy lộc, tượng trưng cho sự phát triển. Tôi đặt tất cả tâm huyết vào để tôi sản xuất. Có những các cái chi tiết rất là nhỏ, nó chỉ bằng cái tâm thôi, mà mình phải rất khéo léo, gửi tâm hồn mình vào sản phẩm. Vũ Văn Hoàn đến với nghề mộc từ khi còn rất trẻ. Trời phú cho anh một đôi tay tài hoa, con mắt tinh tường và một trí tưởng tượng phong phú, phù hợp với nghề làm mộc mỹ nghệ. Tôi bắt đầu theo nghề và bắt đầu yêu nghề từ năm còn là học sinh lớp 7. Thấy các anh các chị làm những tác phẩm đẹp, tôi rất đam mê. Có thể những buổi trưa, buổi sáng đi học, buổi trưa tôi còn trốn cha mẹ đi học lén các anh các chị ấy, xem các anh chị ấy làm. Và mong ước mai này tôi lớn hơn tôi sẽ trở thành một người thợ có tay nghề giỏi, làm được ra một tác phẩm đẹp. Chúng ta phải không để ý đến thời gian mà thổi tất cả tâm huyết vào sản phẩm. Sự đam mê, sáng tạo, tỉ mỉ trong từng lần chạm đục của người thợ giỏi này khiến một khúc gỗ trở thành những bức tượng, con giống có hồn, sống động như thật. Vũ Văn Hoàn đã tạo được thương hiệu cho riêng mình với dòng tượng gỗ về đề tài Phật giáo, ẩn chứa trong đó những triết lý nhân sinh. Như một bức tượng thì là khó nhất là khâu làm mặt. Một bức tượng mà làm mặt thì là thổi hồn vào cái mặt. Mà đẹp đẹp hay xấu là do ở khuôn mặt. Nó có cái tỷ lệ cân đối, mắt, mũi, mồm, miệng là phải cân đối. Không tập trung thì làm hơi lệch một tí sẽ bị hỏng con đồ và cái giá trị nghệ thuật nó không cao. Quan trọng là phải có cái trí tưởng tượng người thợ cao. Thì bố trí được cái cảnh nó có cái logic, nó hợp với cả phong cảnh. Từ trên cây, dưới có người, có cầu, có đường, thành một cái góc cảnh nó phải logic với nhau, có độ hợp lý cao, tạo lên một tác phẩm đẹp và có chiều sâu. Trí tưởng tượng phong phú cùng với năng khiếu hội họa giúp Phạm Nhật Hiếu tạo dựng cho mình một dòng tranh gỗ có tiếng trên thị trường khi mới 30 tuổi. Khác với Vũ Văn Hoàn, Nhật Hiếu chọn làm tranh gỗ, một thể điêu khắc đòi hỏi kỹ thuật và mỹ thuật cao. Mình phải vẽ tay nhiều ấy. Đấy, là yêu cầu sáng tạo nhiều đấy, thì cảm thấy mình càng ngày càng yêu thích nó. Trong lúc mà đang làm ấy thì yêu cầu là phải độ tập trung rất là cao này, tỉ mỉ từng cành cây con chim, chi tiết từng cánh một, từng cái mắt, ví dụ con chim là phải có mắt, mũi, chân, có lỗ mũi này đấy, mình phải chi tiết từng bộ phận cụ thể một nó như thế nào sao mà cho nó giống thật nhất. Sinh ra trong một gia đình có ba đời làm nghề mộc, gắn bó với cưa đục từ bé. Khi trưởng thành, Hiếu yêu thích và học nghề từ người cha của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu lựa chọn về quê hương để tiếp nối truyền thống làm nghề của gia đình. Tính là thích tự do, bay bổng, thích sáng tạo. Đi học nhưng mà cảm thấy trong lòng nó vẫn chăn trở, không thoải mái. Và cảm giác là mình vẫn yêu cái nghề mộc của cha ông mình hơn. Tôi quyết định là quay về để mà làm nghề này, để tiếp nối và phát triển cái nghề mộc của cha ông.
từng ngày một nó đi vào trong cơ thể mình ấy, kiểu như là mình ăn cơm hàng ngày ấy, ngấm vào, mình cảm thấy mình yêu dần lên. Theo Phạm Nhật Hiếu, để tạo ra một bức tranh gỗ dù nhỏ hay to, nhiều họa tiết hay ít họa tiết, thì óc sáng tạo, sự tâm huyết cùng đôi bàn tay khéo léo của người thợ đóng vai trò quan trọng nhất. Có như vậy, một khối gỗ xù xì mới trở thành một tác phẩm mỹ thuật sinh động và có hồn. Cái cốt lõi của cái nghề này là phải chịu khó, nó một phần yêu cầu sức khỏe, một phần nữa là yêu cầu là trí tưởng tượng sáng tạo cao. Tôi tập trung vào dòng tranh hoa lá này, xuân hạ thu đông, gọi là bốn mùa đấy, thì là sau đó là đồng quê, tranh Vinh Quy Bái Tổ, ba dòng tranh bây giờ mình đang theo đuổi. Khúc gỗ khách hàng trở lên nó bảo là nó như cái này, giờ mình muốn làm theo ý tưởng của khách, nhưng là người ta cần một đục một con sư tử bố hoặc mẹ đấy đứng lên cái bao tiền, cái đoạn gỗ trên đây người ta không muốn là cắt bỏ đi, muốn tạo ra một cái gì thì mình phải nghiên cứu, mình tính ra đây là con sư tử con ôm cổ con sư tử bố, lấy tâm mình chốt con ở trên như này, mình phát háng ra. Lúc đục mình chủ yếu mình để ý nhất, quan trọng nhất là cái dáng của nó, mình tạo được dáng ở trước. Thì xong là lúc mình thành công vào cái dáng rồi thì làm nét kỹ thuật vào là nó sẽ đạt tiêu chuẩn luôn. Gần 30 năm làm nghề, thổi hồn vào gỗ, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, ông Đủ là lớp thợ đi trước đang truyền đam mê và kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ trẻ để nghề mộc không bị mai một. Mặt khác, đem lại kinh tế ổn định cho người thợ, bởi tục ngữ có câu, của bề bề không bằng con nghề trong tay. Năm thì vẫn dạy mỗi một khóa học, đông thì là 10 cháu, 5-6 cháu học. Khóa học đó thì kéo dài từ 3 đến 5 năm. Ra một lứa thợ thì ta sẽ trưởng thành ra ngoài là lập nghiệp và dựng xưởng các thứ là tự làm lấy được. Họ bước vào làm nghề nhưng bây giờ nó nhiều cái công nghệ và máy móc để hỗ trợ thì họ rất chi là nhanh. Bây giờ họ biết được về cả lĩnh vực công nghệ khoa học internet vào cùng cái sản phẩm của ra được. Đồng thời là có những cái nó táo bạo hơn cái lớp người đi trước. Kinh nghiệm về nghề là các thầy đi trước là truyền lại cho, để thành công trong nghề nghiệp là phải có cái tính kiên trì, tỉ mỉ, đam mê. Phải lúc nào cũng phải ngấm như trong máu người thợ thì có mới làm ra những cái sản phẩm nó quý giá và nó tinh xảo, và tâm huyết của người thợ truyền vào cục gỗ thì đến lúc mình bán ra một sản phẩm người khách hàng người ta yêu và người ta thích. Họ là một trong số hàng trăm người thợ tài năng tại làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong đang theo đuổi đam mê điêu khắc gỗ và góp phần gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Chính sức sáng tạo bất tận, đôi bàn tay tài hoa cùng một tâm hồn nghệ sĩ của những người thợ mộc nơi đây bằng cách này hay cách khác đang tạo nên thương hiệu và tiếng thơm cho làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong.